sanh. Tuy là trong Phật pháp không khuyên người ăn trường chay, Phật chỉ khuyên bạn không sát sanh, không hề khuyên bạn không ăn thịt. Bởi vì Thế Tôn năm xưa còn ở đời, tăng đoàn mỗi ngày đi khất thực, bưng bình bát, Phật pháp là từ bi di bổn phương tiện di môn bạn đi ra ngoài cất thực người ta cúng dường cho bạn thứ gì thì bạn ăn thứ đó như hiện tại quốc gia tiểu thừa phật giáo thái lan sri lanka đều cất thực họ đều là ăn thịt người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó không phân biệt không chấp trước gì thì đúng tuyệt không thể bảo tín đồ đặc biệt phải làm đồ chay cho bạn gì thì quá phiền không nên Nếu như muốn nói đến bố thí vô úy Việc ăn chay đó thì rất quan trọng Hiện đại Khoa học kỹ thuật phát triển lò sát sanh, tôi chưa đi thăm quan qua thế nhưng khi tôi còn nhỏ sanh ra lớn lên ở trong nông thôn trong nông thôn giết heo bán thịt khi nhà bán thịt giết heo nắm lỗ tay của heo lên nói với nó heo ơi heo ơi ngươi đừng trách ta ngươi là một món ăn của nhân gian họ không ăn thì ta không giết ngươi đi tìm người ăn mà đòi mạng đi Các vị thấy họ đem tất cả trách nhiệm đổ cho người ăn. Các vị người nào ăn thịt thì bạn tiêu rồi. Vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Họ đem trách nhiệm đổ hết cho bạn. Họ không có tội. Tội lỗi đều là ở người ăn thịt. Cho nên chúng ta có thể ăn chay. Có thể không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đó chính là vô úy bố thí bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình đây là việc tốt bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình quyết không tổn hại bất cứ một chúng sanh nào không những là không thể sát hại ngay đến làm cho chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì chúng ta liền có tội thì có lỗi lầm. Cho nên bạn thấy Phật Bồ Tát tiếp xúc với quần chúng rộng lớn ở trong tứ tất đàn. Điều thứ nhất thì đã nói rõ ràng khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đó là Phật Pháp. Là Phật dạy cho chúng ta. Chúng sanh chán ghét chúng ta. Chúng ta vừa xem thấy phải mau tránh xa ra thì họ vui mừng. Phải nên như vậy. Nhất định phải khiến cho chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Những nơi nào mà chúng ta đến Mới có người hoan nghênh chúng ta Chúng ta ghét bỏ người khác Quả báo chính là Làm cho người khác ghét bỏ chúng ta Cho đi có thể biết Người già Là rất quan trọng Người thanh niên Thì phần nhiều ghét bỏ người già không ưa thích người già. Nếu như bạn có cái tâm này, có loại hành vi này, thì hỏi xem, bạn tương lai có già hay không? Nếu bạn không già thì đoạn mạng. Nếu bạn không muốn đoạn mạng thì nhất định phải già. Khi bạn già thì phải nhận quả báo. Bạn có hiểu hay không? Khi bạn còn trẻ, ghét bỏ người già. Khi bạn già rồi thì người trẻ sẽ ghét bỏ bạn. Nhất định sẽ chiêu đến quả báo Nhân duyên quả báo Không sót chút nào Không những không sót Hiện tại quả báo đến Được rất nhanh Bạn bình lặng mà quan sát Chân thật lỡ ngay trước mặt Tạo nghiệp Thì làm gì không bị quả báo chứ Bạn tạo ra là nghiệp thiện Bạn nhất định được quả thiện Bạn tạo ra là ác nghiệp Thì phải gặp ác báo hiện tại các vị đều biết cái thế gian này tai nạn càng lúc càng phức tạp càng lúc càng nghiêm trọng cái tai nạn này là cộng nghiệp của cả chúng sanh thế gian rất là đáng sợ chỉ hơn một năm qua kinh tế suy thoái là mở đầu của tai nạn vẫn chỉ phải bắt đầu đó là dự báo của tai nạn tuyệt đối không phải là việc tốt cho nên mọi người nhất định phải ghi nhớ lời dạy của phật rộng tu cúng dường y giáo phụng hành người học phật chúng ta phước huệ song tu có phước có huệ như vậy thì tốt giúp đỡ một số người nghèo khó giúp đỡ một số người khổ nạn giúp đỡ một số người già yếu giúp đỡ một số người bệnh tật toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ phải thật làm đem tài vật của bạn bố thí hết thật sạch trơn vậy tốt đời sống như vậy mới tự tại mới tiêu diêu bạn phải biết việc bố thí này chính là đem khổ tai nạn của bạn bố thí hết cái ý này rất là sâu rộng các vị nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội thế nên trên kinh phật đối với chúng ta trong các cúng dường cúng dường pháp là hơn hết đặc biệt là nhắc nhở chúng ta hơn nữa trong tất cả kinh đại thừa thật là phật từ bi đến tột đỉnh làm ra rất nhiều so sánh cho chúng ta xem. Thậm chí nói, bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới bố thí cúng dường cái phước này lớn. Ai có phước báo lớn đến như vậy? Không có. Phật chỉ nói thí dụ, thí dụ đến cùng tột Bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới tu bố thí cúng dường cái phước đó của bạn rất to rất lớn phước lớn đến như vậy vẫn không thể so với phước báo của người vì người khác nói bốn câu kệ bốn câu kệ là bốn câu trong kinh doanh còn không thể so với công đức to lớn nói bốn câu phật pháp Ai có thể tin tưởng? Người có thể thâm nhập kinh tạng thì tin tưởng. Đạo lý này ở đâu vậy? Bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới. Chúng sanh có được lợi ích như thế nào? Người nghèo khổ có được cơm áo người khổ nạn được sự cứu giúp đời sống vật chất không thiếu kém không có lo lắng họ có được lợi ích này vậy chúng ta muốn hỏi sinh tử luân hồi thì phải làm sao không thể giải quyết Dùng bảy báo đại thiên thế giới bố thí Bạn cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi Hay nói cách khác Chúng sanh có được lợi ích là rất có hạn Chỉ một đời Không thể đời đời kiếp kiếp Sau khi bạn mạng chung rồi Bạn không thể mang đi được thứ gì Chính là Ngay trong nhà Phật đã nói Dạng ban tương bất khứ Chữ tương chính là mang Bạn không thể mang đi được thứ gì Chỉ có nghiệp theo mình Bạn phải hiểu được cái đạo lý này Pháp bố thí Khi họ nghe được Bốn câu kinh văn này rồi Cũng chính gọi là Một khi nghe qua tai mãi đã trồng căn lành Cái công đức này to lớn Trước mắt tuy là không thể giải quyết khổ nạn ấm no cho họ Thế nhưng họ tương lai quyết định do một câu này Còn có thể siêu diệt ba cõi sáu đường Siêu diệt mười pháp giới làm Phật làm tổ Đó là chánh nhân cái nhân này lại vĩnh viễn không thể tiêu mất cho nên bố thí pháp cái công đức này rất lớn thù thắng không gì bằng ở trên kinh phật đem pháp bố thí nêu ra bảy thí dụ cho chúng ta bảy đương nhiên cũng không phải là chữ số thảy đều là biểu pháp bảy là đại biểu viên mãn trên kinh di đà đều dùng bảy để biểu thị trên kinh hoa nghiêm dùng mười là nhiều nhất tương đối ít thấy dùng bảy thế nhưng ở trong hành nguyện phẩm nơi đến cúng dường pháp là ngày nêu ra bảy điều thứ nhất chính là như thuyết tu hành đó là cúng dường Chính là chúng ta nói Y giáo phụng hành Điều thứ nhất xếp ở thứ nhất Ý nghĩa của Ngài Sâu rộng vô tận Chúng ta Đem những gì Phật nói trong Kinh Mỗi câu mỗi chữ Phải ghi nhớ rõ ràng Phải ghi nhớ Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu khi bắt đầu tu học Nhất định phải đem bộ kinh này Tụng ba ngàn biến Đó là Chuẩn bị công phu tu hành Không phải nói bạn tụng ba ngàn biến Thì công phu của bạn thành tựu Không hề có việc như vậy Bạn tụng ba mươi biến cũng không được Một bước thứ nhất này Chính là làm cho bạn nhớ kỹ Bạn có thể ghi nhớ sau khi ghi nhớ phải cầu giải ý nghĩa phải hiểu không hiểu ý nghĩa không ích gì cho nên nếu bạn hiểu rõ đạo lý từng câu từng chữ trong kinh đã nói dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm như thế nào đó là thiên chốt bạn phải thấu hiểu thấu hiểu là cầu giải Sau khi hiểu thấu rồi Vậy vẫn chưa được Vẫn chưa thể dùng được Việc này bí lão sư thường hay nói Phải sanh tử thế nào Vẫn là sanh tử như thế đó Không cách gì thay đổi Sau khi tường tận Phải cố làm theo Giáo hóa của Phật Chúng ta thấy đều làm được Bạn có thể làm được bạn mới chân thật được thọ dũng bạn xem bạn có thể làm được là bạn chân thật cúng dường phật phật chính là muốn bạn nỗ lực tu hành làm được chính là nỗ lực tu hành chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày đối với người với việc với vật có ngày nào mà không phạm lỗi lầm lỗi lầm mà chúng ta phạm chính mình không hề biết vì sao không biết Không rõ kinh giáo Những lời dạy trong kinh Chúng ta không rõ ràng Không tường tận Đều cho rằng Chính mình đã làm được rất đúng Làm gì biết được chính mình đang tạo tội nghiệp Sự việc này Buổi tối hôm nay E rằng không có thời gian giảng đến Ngày mai cùng mọi người giảng Sám hối nghiệp chướng sám hối nghiệp chướng thì phải nói đến vấn đề này ở ngay trong cuộc sống làm sao phát hiện lỗi lầm của chính mình làm thế nào đem lỗi lầm của chính mình thay đổi tu sửa lại đó là pháp sám hối sám hối cùng tu hành là không thể phân ra chân thật chỉ là một sự việc cho nên có thể y giáo tu hành Chính là chân thật cúng dường Chư Phật Như Lai Đó là đệ tử tốt của Phật Thật cúng dường Phật đâu cần những hương hoa trái cây của bạn Bày cúng ở ngay trước mặt Ngài Không cần nói Phật không hoan hỷ Tôi nhìn thấy những thứ này cũng không ưa Người ta mời tôi ăn cơm Trên bàn bày rất nhiều thức ăn Tôi xem thấy đều không ưa Huống hồ Phật Bồ Tát Cảnh dưới của Phật Bồ Tát cao hơn tôi rất nhiều Bày ở trước mặt Tất cả đều không muốn ăn Tất cả đều không cần đến Làm gì có được sự thanh đạm tốt hơn chứ Phật Bồ Tát Hy vọng chúng ta cái gì Hy vọng chúng ta mỗi một chúng sanh Mau chóng thành Phật chúng ta thật lòng làm như vậy vậy thì phật mới chân thật sanh tâm hoan hỷ cho nên mới gọi là thật cúng dường cúng dường chư phật cũng cúng dường bồ tát cũng cúng dường lão sư của chúng ta lão sư hy vọng chúng ta là học trò tốt Lão sư mới dinh hiển Chúng ta có thành tựu trên mặt lão sư liền có ánh sáng chúng ta làm càng làm quấy đang tận tạo nghiệp chướng dinh hiện của lão sư hoàn toàn bị mất hết cho nên chân thật tu hành là thật cúng dường lão sư cũng là chân thật cúng dường cha mẹ tổ tiên của chính mình cái gì thường nghĩ xem có đúng không bạn có thể y giáo tu hành đặc biệt là y theo kinh vô lượng thọ mà tu hành vậy còn gì bạn y theo kinh vô lượng thọ mà tu hành chính là mô phỏng a di đà phật tuy là học được mà không thể giống như a di đà phật cũng có được chút giống cũng có mấy phần giống nhau người ta vừa nhìn bạn ô ai di là phật đến vậy thì cha mẹ của bạn liền biến thành cha mẹ của phật bồ tát tổ tiên của bạn liền biến thành tổ tiên của phật bồ tát ngay trong nhà phật thường nói một người thành phật cửu huyền thanh chính là cái đạo lý này đó là bạn chân thật cúng dường tổ tiên cha mẹ của bạn cũng là chân thật cúng dường chân như bổn tánh của chính mình sau khi quay đầu nhìn lại là chân thật cúng dường tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh bạn xem thấy chỉ một y giáo tu hành phạm vi của cúng dường rộng lớn đến như vậy tinh thâm đến như vậy bạn không thấu hiểu thì bạn làm sao mà tu sau khi bạn chân thật thông hiểu bạn mới nỗ lực tu hành phải đem kinh này làm đến được một trăm phần trăm người khác làm hay không làm không liên quan với ta tu hành ở chính mình chính mình phải làm cho được phải làm ra một tấm gương tốt cho người xem cho nên phật đem điều này đặt ở điều thứ nhất nhất định phải y giáo phụng hành nhất định phải thật làm điều thứ hai lợi ích chúng sanh cúng dường khởi tâm động niệm lời nói việc làm của chúng ta trong lòng nhất định phải rõ ràng phải tường tận đối với cả một xã hội tất cả chúng sanh có lợi ích hay không có lợi ích thì chúng ta nỗ lực mà làm nếu không có lợi ích thì nhất định không thể làm ngay trong lợi ích thù thắng nhất là bố thí Phật Pháp. Đó là lợi ích thù thắng không gì bằng. Chúng ta phải nên phát tâm mà làm. Khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ, tính thọ, phụng hành. đó là thành tựu công đức cúng dường của bạn ở vào xã hội hiện đại này chúng ta biết có thể khiến cho chúng sanh có được lợi ích chân thật nhất là đem phật pháp đặc biệt là Kinh Du Lượng Thọ của tịnh Độ Giới thiệu cho quần chúng rộng lớn ở thế gian này Giới thiệu cũng phải có duyên phận Ở trên Đại Kinh Đại Luận Phật nói ra rất rõ ràng Phật Pháp vô nhân thuyết Tùy trí mạc đăng giải Cho nên Phải có người chân thật tu hành Họ có thể giải Đại Pháp Đăng giải như lai Chân thật nghĩa người như vậy cần phải bồi dưỡng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên xây dựng đạo tràng ở Singapore. Hiện tại, ông đem lầu 4, lầu 5 tu sửa mới lại, nói với tôi phải tốn 160 dạng. ông làm là cái gì lợi ích chúng sanh cúng dường ông làm chính là việc này để mỗi một vị đồng tu đến nơi đây nghe kinh cảm thấy được là một loại hưởng thụ đều có thể sanh pháp hỷ tôi nghe nói hiện tại công trình này mới hoàn thành 20%. Hiện tại đang đổ được gia công. Ông mua ghế ngồi mới. Các vị ngồi có thoải mái hay không? Không thoải mái thì đó với lý một nguyên. Loại ghế này ngồi không được thoải mái. Ông có tâm muốn cúng dường. Vì thì phải cố gắng cúng dường Tóm lại là để mọi người sanh tâm hoan hỷ Bạn xem tôi lần đầu đến Singapore Giảng Kinh Ở đoàn Hoàng Pháp Thanh Niên Khi đoàn vừa mới làm xong Tôi lần đầu giảng kinh du lượng thọ Các đồng tu ngồi là ghế tròn nhỏ Tôi xem thấy rất là đau lòng Tôi nói với ông Không được Mọi người ngồi nơi đó 2 giờ đồng hồ Tôi thấy không chịu nổi cho nên mới đổi thành ghế giữa Hiện tại dần dần càng đổi càng tiến bộ Không tệ Càng đổi càng tốt hơn Nơi chốn thì càng ngày càng đẹp Vì trước không có máy lạnh Không có điều hòa Hiện tại đều có Mọi thứ Ông đều không ngừng đang cải thiện Vì sao vậy? Vì để lợi ích chúng sanh những ghi hình mà chúng ta đã giảng hiện trường ngày nay tôi thấy có ba bộ máy đang ghi hình trong đây ghi hình gây hiện trường chúng ta lập tức do vệ tinh phát sóng hiện tại đài truyền hình phát sóng tiết mục của chúng ta có đài loan đài loan là toàn đảo đều có thể xem thấy bắc mỹ châu hoa kỳ canada panama mexico những khu vực này mỗi một ngày chúng ta phát sóng một giờ đồng hồ cả bắc mỹ châu đều có thể thâu nhận được chính chúng không chỉ mấy người các vị đây rất nhiều rất nhiều ba tuần lễ trước đài truyền hình phát thanh hạ uy di cũng bắt đầu phát sóng cho nên tương lai truyền bá của phật pháp nhất định với lợi dụng khoa học kỹ thuật cao lợi dụng vệ tinh truyền hình đường truyền internet rất nhanh truyền đến hiện trường của chúng ta Phổ biến đến toàn thế giới Ở trên đường truyền Internet Ở bất cứ quốc gia khu vực nào Có di tính thì họ có thể thu dựng được Vì thì tôi nghĩ Qua một vài năm nữa Trong màn hình di tính Liền có hình Có âm thanh Không chỉ là văn tử chỗ này còn thù thắng hơn so với phát sóng truyền hình vệ tinh làm thế nào đem phật pháp giới thiệu cho đại chúng đó là mỗi một đồng tu chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà làm bạn có thể đem tin tức giảng kinh bên đây nói cho thân bằng quyến thuộc của bạn họ biết được rồi cũng đến nghe tương lai họ nghe kinh nghe pháp làm phật bạn đã độ họ rồi bạn là người giới thiệu bạn đã độ họ do đi có thể biết phổ độ chúng sanh mỗi một người chúng ta đều có thể làm hơn nữa đều không khó khăn sức dễ làm phương pháp để làm thì rất nhiều singapore bên đây có rất nhiều bồ tát có trí tuệ thông minh bạn xem họ làm quảng cáo cũng là bố thí cúng dường các vị phía sau a di đà phật phía trước a di đà phật bạn mặc lên trên người đi qua trên đường không biết là đã độ được bao nhiêu người Họ vừa xem thấy là A Di Đà Phật, một khi nghe qua tai mãi đã trồng thiện căn, những người đó thấy đều được bạn độ rồi. Vô cùng là hi hữu khó được. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là phải bồi dưỡng nhân tài về sau. Phật pháp không thể đến chúng ta thì bị đoạn tuyệt. Chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nhân tài về sao bồi dưỡng nhân tài về sao ở singapore làm được rất tích cực từ năm trước bắt đầu mở lớp bồi dưỡng đến quá trước là chúng ta đã mở được ba khóa ba khóa này mở được rất thành công đáng tiếc chính là thời gian hơi ngắn một chút vậy thì từ khóa này thì chúng ta mở lớp chuyên hoa nghiêm nguyên bản thì chúng ta dự tính kinh hoa nghiêm bộ kinh lớn này ở trong lớp học chúng ta bắt đầu khai giảng hiện tại rất nhiều động tu đều biết hoa nghiêm hay hoa nghiêm rất có ý nghĩa nghĩa lý rất sâu Bên ngày qua tôi giảng lễ kính chư phật xưng tán như lai quảng tu cúng dường đó đều là ở trong hoa nghiêm đạo lý rất sâu hơn nữa còn liên quan mật thiết với đời sống của chúng ta sau khi học rồi về nhà lập tức liền dùng được ngay Dùng ngay trong cuộc sống của bạn Dùng trong công việc của bạn Dùng ở nơi đối nhân xử thế của bạn Cho nên chúng ta quyết định Kinh Hoa Nghiêm dọn đến nơi đây giảng Mọi người đều có cơ hội nghe được Nghe băng đĩa thì không bằng như hiện trường Băng đĩa thì kém rất xa với hiện trường Bạn muốn hỏi kém ở chỗ nào? Xin nói với các vị Từ trường không giống nhau Bạn đến ngay chỗ này Ngồi tại đây 2 giờ đồng hồ Đích thân cảm thụ Ở nơi đây Phật quan phổ chiếu Vô lượng thiện thần Di quanh xung quanh chúng ta Cho nên cái từ trường này Thuần thiện không ác Bạn ở ngay nơi đây tâm địa thanh tịnh tâm khai ý giải vậy thì làm sao giống nhau được mấy truyền hình ở trước mặt bạn lắng nghe bạn không dễ gì khai ngộ hiện trường dễ dàng khai ngộ hiện trường sức mạnh phật lực gia trì rất lớn tôi người giảng được phật lực gia trì các vị người nghe cũng được Phật được gia trì. Cũng như trên Kinh Địa Tạng đã nói, Đại Viên mãn Quang Minh Dân ở trên đỉnh đầu chúng ta. Cho nên đến ngay nơi đây, người người đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Bồi dưỡng nhân tài chúng ta chọn lấy phương pháp cũ của trung quốc phương pháp cũ là làm thế nào bồi dưỡng là từ ngay trong thính chúng chân thật phát tâm muốn học giảng kinh thì bạn đến báo danh tham gia giảng tiểu tòa việc bồi dưỡng nhân tài là làm như vậy mà bồi dưỡng ra thì bạn đến tham gia giảng tiểu tòa tập giảng lại không cần nghe lại băng đĩa của tôi không cần chính là hiện trường nghe giảng buổi tối hôm nay nghe rồi thì ngày mai giảng lại Đêm những gì tôi giảng tối hôm nay bạn giảng lại một lần bạn nghe kinh bạn cũng có thể viết bút ký